viên điều trị lậu xì gà nóng hiện đạo viên lấy vô có 15 đến 20 ngày viêm lỗ tuyến cổ tử cung viêm lá. Trung tâm Ninh Bình, địa chỉ ở Ninh Bình xa xôi.
bên mình là khám về nam khoa em nha. À, tự xin hỏi là em muốn tư vấn là khám về bệnh gì không? À, em bị bệnh gì em có thể trình bày cụ thể hơn không em? Bị tông ngứa hả em? Thì cái này em đã đi khám ở đâu chưa? Em đi khám rồi nha em, vậy em có điều trị chưa? Cho hỏi là hiện giờ em mong tuổi và em đang sống ở khu vực nào để mình được tư vấn ha? À vâng, em ơi thì em bị tông ngứa, thì giờ em đi khám thì giờ bác sĩ có chỉ định cho em điều trị do bằng thuốc hay là mình bôi những cái kem màu da không? Em thì giờ tông ngứa thì nó không có lây truyền qua đường tình dục, nhưng mà tốt nhất thì trong quá trình em điều trị thì em quan hệ thì em áp dụng những cái biện pháp an toàn điều trị nha. Tại vì bên trung tâm chị thì vẫn có điều trị về da liễu cho nam khoa. Tại vì nếu mà em điều trị trong một khoảng thời gian đó, nếu mà em thấy không thuyên giảm, nếu mà mình điều trị từ 10 đến 15 ngày trở lên không có dấu hiệu thuyên giảm là do mình điều trị chưa đúng cách em nha, có thể là chuyển cái hướng là điều trị khác để được có cái hướng điều trị mới phù hợp cho em. Nếu mà em ở Hậu Giang á, em có cảm giác được thời gian thì em có thể đến phòng khám trung tâm bên mình chuyên khoa điều trị, thì bên mình trước tiên là sẽ thăm khám cái tình trạng của em như thế nào, rồi sau đó bên mình mới có thể đưa ra cái phương pháp điều trị phù hợp đúng bệnh cho em ha. Vâng, nếu mà em nói nhiều như vậy á, mà em dùng thuốc của em ở đó em khám á, thì em không có dấu hiệu thuyên giảm, em phải đổi nơi điều trị bệnh viện nha. Trung tâm mình nằm ở đường Hùng Bàng, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đó em. Thì không biết là em có biết bệnh viện Đại học Y Dược hay là bệnh viện Phụ sản Hùng Vương mà tại thành phố Hồ Chí Minh không em? À đúng rồi em. Tại vì trung tâm bên chị thì làm từ các từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến chủ nhật ngày lễ vẫn có làm việc, nhưng không có ngày nghỉ, nên đang ở Hậu Giang á, em mới xa thì em được có thể sắp xếp một ngày thời gian em tới khám lúc nào cũng được. Thì khi tới em đăng ký cái mã số cho em để khi đến thì em được nắm được thông tin từ lâu. Bên mình có điều trị về các bệnh xã hội như lậu thì là dạng không em? Thì cái này nếu mà em tư vấn cho bạn em á, tại vì chị sợ em không có hiểu được cái không có rõ về cái tình trạng của bạn em, thì nếu được thì em có thể bảo bạn em đó là nếu mà mình có dùng hệ thống Zalo hoặc là mình có thể đến trực tiếp và gọi đến để trung tâm mình tư vấn giùm em ha. Vâng, nhưng mà em có rõ cái tình trạng của bạn em chưa? À, mình bị nhiễm bệnh gì em? Nhưng mà quan trọng bây giờ bệnh xã hội có nhiều căn bệnh, em phải rõ cụ thể tình trạng bạn của em là mình bị bệnh gì chị mới có thể là tư vấn cho em nha. Cái đó là mình nổi ban hay là nổi mụn hay là mình thật em? Bây giờ đó bệnh đó là triệu chứng trên của
hay không sao em nha, tại vì bên mình là tư vấn về về sức khỏe, thì nếu mà muốn mà em muốn tư vấn trực tiếp em ngại á, thì em có thể lên hệ thống Zalo em chat với bác sĩ nha em. À được em ha, em có gì nếu mà em không có thời gian tư vấn thì em có thể chat trên Zalo của chị nha. Vâng, vậy thì em có thể lên Zalo em chat trực tiếp với bác sĩ nha em, bên mình em mà nếu mà em ngại thì em có thể chat trực tiếp cho mình ha, tại vì giờ em có vấn đề gì thì em cứ hỏi không cần ngại. À vâng, rồi chào em. Sao nghe lời xấu xấu tối mụ hủ vậy, út sợ nó đi khám rồi còn tư vấn cho thằng bạn nó nữa đi nó nói, à, em với chị nói chung là chị là con gái em cũng khó nói rồi, có bên chị phải chi có bác sĩ nam, em chờ tư vấn em không ngại ở đi lên lên chat Zalo được thật rồi nó hoạt tập cho nhiều kiểu chưa chơi gà chị chỉ biết gà chẳng lẽ tao hỏi bé em nè đấy em nói như vậy thằng này thiệt á. Hỏi dầu cho tả lại nữa kìa.